Truyện cổ tích Việt Nam. Hồ Thiên Nga. Ngày xưa ngày xưa, trong một khu rừng sâu, có một vùng hồ được gọi là Hồ Thiên Nga. Ở đó có một nàng thiên nga duyên dáng bơi trên mặt nước sáng trong. Hồ Thiên Nga rất đẹp nhưng lại ẩn chứa một bí mật. Khi mặt trời lặn là lúc nàng thiên nga biến thành một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Nàng là một công chúa tên là Odette. Nàng bị tên phù thủy Robert ếm bùa vì hắn rất ghét lòng tốt của nàng. Cách duy nhất để phá vỡ lời nguyền là nàng phải tìm thấy tình yêu đích thực của mình. Odette, nàng vẫn bị ếm bùa à? Vậy là nàng vẫn chưa phá bỏ được lời nguyền hay sao? Ngươi cứ cười cho thỏa thích đi. Tình yêu đích thực của ta chắc chắn sẽ đến cứu ta, Robert à. Tình yêu đích thực à? Ai sẽ tìm ra nàng trong khu rừng tăm tối này? Và ai sẽ yêu một con thiên nga đây? Nàng sẽ cô độc mãi mãi ở đây. Chàng ấy sẽ đến. Trái tim ta mách bảo chàng sẽ đến. Trong một vương quốc không cách xa khu rừng lắm, có một nữ hoàng nhân từ. Bà có một hoàng tử tên là Siegfried, là một chàng trai tuấn tú, thông minh và mạnh mẽ, nhưng lại không tốt bụng. Một tối nọ, nữ hoàng cho gọi chàng tới gặp bà. Siegfried, tới đây nào, ta có một bất ngờ cho con đây. Mẫu hậu có bất ngờ nào dành cho một người đàn ông trưởng thành cơ chứ? Ô, một con ngựa. Ôi mẫu hậu, nó thật là một con tầm thường. Thôi nào Siegfried. Thật mà, nhìn nó không khỏe mạnh cho lắm. Mẫu hậu à. Ô, còn với ta thì nó có đủ sức lực đấy. Con có thể đặt tên nó là Stormer. Giờ thì nghe này, ta có một bất ngờ khác dành cho con đây. Siegfried trông thấy ba cô gái xinh đẹp đang đi về phía chàng. Đây là các công nương đến gặp con để đám cưới à? Nhưng mà con không muốn lấy vợ, thưa mẫu hậu. Và những cô gái này, họ chẳng hề quan tâm tới con đâu. Họ chỉ muốn lấy con bởi vì con là một hoàng tử mà thôi, thưa mẫu hậu. Ôi, thật là thô lỗ. Siegfried, con đang nói gì vậy? Chuyện không phải như vậy đâu con à. Con không muốn nghe về chuyện này nữa đâu. Đây, chú ngựa, hãy xem ngươi mạnh mẽ cỡ nào. Hãy phi tới nơi nào càng xa nơi đây càng tốt. Stumper đặt móng guốc vào không khí và phi nước kiệu ra khỏi vương quốc. Hoàng tử Siegfried không thể điều khiển được nó, và mặc cho chàng cố gắng đến thế nào, chú ngựa vẫn tiếp tục phi về phía trước. Chẳng mấy chốc, họ đã đến khu rừng. Stumper đột nhiên ngừng lại, còn hoàng tử Siegfried bị giăng lên một đám lá. Khốn kiếp! Người dám! Con ngựa hỗn xược, sao ngươi có thể phi như vậy được chứ? Ngươi sẽ phải trả giá cho chuyện này. Nhưng khi quay lại, chàng thấy một cái hồ ngay trước mặt. Chàng quá đỗi ngạc nhiên đến nỗi hầu như đã quên về ngày xui xẻo của chàng. Chàng thụp xuống bụi rậm gần đó và ngắm nhìn mặt hồ. Cuối cùng thì cũng được chút bình yên. Tại sao mẫu hậu lại làm như vậy? Người muốn mình lấy người mà mình thậm chí còn không biết gì về họ, và thậm chí còn ban cho mình một con ngựa mình chẳng thích chút nào. Đúng là một ngày khủng khiếp mà. Khi hoàng tử còn đang lầu bầu về ngày xui xẻo của chàng, thì công chúa Odette đã giấu mình đằng sau thân cây và đang quan sát chàng. Chàng trai này là ai? Chàng ta có vẻ đang rất giận dữ về điều gì đó. Mọi thứ đều khủng khiếp. Thế giới này đúng là khủng khiếp. Thậm chí những bông hoa này cũng khủng khiếp. Thấy chàng đang quỷ quại những đóa hoa, Odette rất giận dữ. Này, người không thể làm vậy với những đóa hoa. Chúng không làm gì nên tội cả. Hoàng tử Siegfried ngất ngây trước vẻ đẹp của Odette. Nàng là ai? Ta là Odette, công chúa của vùng hồ này.
Sao người dám đến đây và hủy hoại những bông hoa tội nghiệp này cơ chứ? Ta chính là một hoàng tử, sao ta lại phải quan tâm tới những bông hoa ngốc nghếch này cơ chứ? Chúng không ngốc nghếch, chúng cũng có cảm xúc như ta và người vậy. Đừng có mà đồng tình với cô ấy như vậy chứ. Âu Thẹt chạm tay vào đóa hoa để khiến nó lại nở rộ. Hoàng tử Siegfried kinh ngạc, chàng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng này. Âu Thẹt thấy chàng quan sát những gì nàng đã làm. Tại sao nàng lại mỉm cười với ta như vậy? Khi người giúp đỡ ai đó trong cơn hoạn nạn, người sẽ hiểu được thôi. Hãy thử xem, tốt bụng sẽ không làm tổn hại gì đâu. Nàng đang nhạo báng ta sao? Điều này đúng là ngu ngốc. Ta đi đây. Đi nào Tuấn Mã. Này chàng hoàng tử, hãy thử một lần và chàng sẽ nở nụ cười thôi. Sao cũng được. Hoàng tử Siegfried phi nước kiệu trở về. Đó là một chặng đường dài. Và trời đã chập tối. Trên đường về, chàng gặp một ông lão nghèo khổ. Chàng trai trẻ, người có thể cho ta một chút nước uống được hay không vậy? Ta khát quá. Nước sao? Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Ngay lúc đó, giọng nói của Âu Thẹt vang lên trong trẻo trong đầu chàng. Này hoàng tử, tử tế không bao giờ là muộn màng cả. Đây, ông có thể uống nó. Hãy uống hết đi, ta không cần đâu. Xin cảm ơn người, người thật tốt bụng. Hoàng tử rất ngạc nhiên trước điều đó, nên bất giác nở một nụ cười. Chàng phi ngựa với tâm trạng rất hứng khởi và chẳng bao lâu đã về đến nơi. Vào ngày hôm sau, trong cung điện, chàng quyết định cầu chúc may mắn cho những cô hầu gái, một việc mà chàng chưa từng làm bao giờ. Và khi chàng thấy biểu cảm của họ, chàng còn cảm thấy dễ chịu hơn nữa. Vậy ra đây là những gì nàng muốn nói à? Mình nghĩ là đêm nay mình cũng sẽ tới gặp nàng. Vậy là vào ban đêm, chàng lẻn ra ngoài chỗ con ngựa. Là ta đây, ta muốn đến chỗ cái hồ. Hãy đưa ta đi ngay đi nào. Ngươi làm cái gì? Ý ta là xin hãy đưa ta tới chỗ cái hồ đi nào, Stomper. Rồi họ phi trở lại hồ nước. Âu Thẹt cực kỳ kinh ngạc. Ồ, ngươi đã quay lại đây, tại sao? Nàng có ý gì vậy? Tại sao à? Một hoàng tử thì không được phép đi tới bất kỳ đâu mà chàng ta mong muốn sao? Xin cảm ơn nàng vì hôm qua đã chỉ dẫn cho ta biết một điều thật đặc biệt. Rất hân hạnh. Hãy tới đây, thiếp sẽ dẫn chàng đi thăm thú nơi đây. Ngươi cũng... Tên nó là Stomper. À, xin chào Stomper. Ngươi đúng là một tuấn mã từ khôi. Nàng có thể đừng bắt đầu bằng cách ca ngợi nó như vậy hay không? Siegfried và Âu Thẹt cười gian và trò chuyện suốt cả đêm. Nàng dẫn chàng đến rất nhiều nơi đẹp của vùng hồ. Nhưng chàng chỉ quan tâm tới lòng tốt và vẻ đẹp của nàng. Mỗi đêm chàng đều tới gặp nàng và họ chia tay nhau khi bình minh đến. Nhiều ngày trôi qua, mọi người đều nhận thấy rằng chàng hoàng tử trở nên thật tốt bụng và hào phóng. Con trai à, ta có việc này muốn nói với con. Vâng, thưa mẫu hậu. Đêm nay tất cả những thiếu nữ trong vùng sẽ được mời tới một vũ hội và con phải khiêu vũ với họ. Nhưng mẫu hậu à, con đã nói với người rằng con không yêu bất cứ ai trong số họ mà. Con trai, dân chúng trong vương quốc đang mong ngóng hoàng tử của họ sẽ lấy vợ và nhận lấy vương miện để trở thành đức vua. Ngày mai con phải chọn lấy một cô dâu. Đó là những lời cuối cùng của ta đó. Ta phải làm gì bây giờ, Stomper? Vào đêm đó, hoàng tử khiêu vũ cùng tất cả các cô gái xinh đẹp có mặt ở đó. Chàng nở nụ cười ngọt ngào với họ, nhưng tất cả ý nghĩ của chàng chỉ hướng về Âu Thẹt. Buổi già vũ kéo dài gần cả đêm, nhưng khi buổi tiệc gần kết thúc, hoàng tử lẻn ra ngoài hoàng cung. Stomper, bây giờ chúng ta hãy đi gặp Âu Thẹt nào. Họ phi nước đại xuyên qua đêm lạnh, nhưng họ không hề hay biết rằng một bóng đèn đuổi theo họ đã tiến sát đằng sau. Chẳng bao lâu, họ đã đến được vùng hồ trong khi vẫn thở hổn hển. Odette! Tại sao vậy, Siegfried? Đêm nay chàng rất... Ôi, mọi việc ổn cả chứ? Odette, ta đến để nói với nàng rằng là ta đã yêu nàng mất rồi. Ta không thể không nghĩ tới nàng được.
nàng có thể trở thành vợ tương lai của ta được không? Ôi, thiếp không thể. Cái gì? Tại sao lại không? Bởi vì thiếp là... Giờ đúng lúc đó, mặt trời ló dạng, và trước khi Odette nói hết câu, nàng đã biến thành một con thiên nga ngay trước mặt hoàng tử Siegfried. Odette, không, điều gì xảy ra với nàng vậy? Sao nàng lại biến thành thiên nga được chứ? Chàng thấy đó, lâu lắm rồi, tên phù thủy độc ác tên là Robert đã ếm bùa lên thiếp. Vì phép thuật của hắn, thiếp sẽ trở thành người vào đêm tối và biến thành thiên nga vào buổi sáng. Chỉ có tình yêu chân chính mới phá được lời nguyền thôi. Vậy thì hãy để cho ta phá vỡ lời nguyền cho nàng. Ta sẽ yêu thương nàng thật nhiều, cho dù nàng là thiên nga hay là người hay là bất kỳ điều gì đi chăng nữa. Ngươi nghĩ rằng phá vỡ lời nguyền dễ như vậy à? Ngươi nghĩ rằng chỉ cần nói rằng yêu là có thể chứng minh được? Không, tình yêu cần sự hy sinh. Ngươi đã sẵn sàng hy sinh cho nàng ấy hay chưa? Được, ta sẵn sàng. Ta có thể làm bất cứ điều gì. Rất là tốt. Không, Siegfried, sao ngươi dám làm điều đó với chàng? À! Không, Odette, hãy tỉnh dậy. Tình yêu của ta, Odette. Những kẻ ngốc nghếch. Odette, xin nàng hãy tỉnh dậy đi nào. Nở một nụ cười gian xảo, Robert quay lại và bước đi. Nhưng ngay lúc đó, Stumper chạy lại từ phía sau đá vào hắn. Robert văng lên không và làm rơi cây đũa phép lên mặt đất. Lấy hết sức lực, Stumper tung gió vào không khí và dẫm lên cây đũa thần làm nó gãy ra làm đôi. Không! Ngay lúc đó, Robert biến mất vào không khí và không còn ai thấy hắn nữa. Đột nhiên, một vầng sáng kỳ diệu thoát ra từ những mảnh gãy của cây đũa thần. Vầng sáng vây quanh lấy Odette và Siegfried và chạm vào họ. Trong chớp mắt, Siegfried trở lại thành người. Odette cũng trở lại thành người và dần dần mở mắt. Odette, nàng có ổn không vậy? Nàng không sao chứ? Vâng, thiếp ổn. Điều gì đã xảy ra cho Robert vậy? Ồ, đã có tuấn mã Stomper của chúng ta lo cho hắn rồi. Hoàng tử và Stomper đưa Odette về hoàng cung. Siegfried thuật lại mọi chuyện cho nữ hoàng, người đang rất vui sướng khi gặp một nàng công chúa xinh đẹp, và người đã đồng ý ngay lập tức về đám cưới. Odette và hoàng tử Siegfried tổ chức một đám cưới linh đình. Hoàng tử Siegfried nhận lấy vương miện để trở thành đức vua, khiến dân chúng khắp nơi hân hoan chào mừng. Nhưng bạn có thể muốn biết việc gì đã xảy ra với Stumper? Stumper được phong làm tổng tư lệnh trong quân đội của nhà vua và đảm bảo rằng những kẻ như Robert tránh xa khỏi vương quốc này.